Xin chào các bạn, trước màn hình của các bạn là một chiếc máy giặt của Nga đến từ thương hiệu Toshiba. Và đôi khi trong quá trình sử dụng thì bạn sẽ thấy cái máy giặt của chúng ta hiển thị lỗi CL là cái lỗi Children Lock, có nghĩa là khóa trẻ em. Và các bạn không thể nhấn bất cứ cái nút nào trên máy giặt cũng như là sử dụng bất cứ cái chức năng nào. Và chúng ta để ý rằng cái trên bảng hiển thị nó sẽ hiển thị một cái hình khóa. Và hiện chữ CL ở trên bảng hiển thị. Video này thì mình sẽ hướng dẫn chung cho tất cả các dòng máy giặt của ngang của Toshiba. Các bạn để ý cho mình ở phía phần nút xả thêm và hơi nước. Bên cạnh đấy thì có một cái phần ký hiệu, cái khóa. Đây là cái phần mà để chúng ta có thể mở cái phần khóa trẻ em. Các bạn nhấn đồng thời hai cái nút xả thêm và hơi nước này trong vòng vài giây, cho đến khi cái biểu tượng khóa trẻ em cũng như là cái phần lỗi CL được tắt bỏ. Mình sẽ nhấn giữ này. Đó. Và sau vài giây thì cái phần mã khóa trẻ em và cái lỗi hiển thị CL ở trên máy giặt đã được tắt bỏ. Và các bạn có thể sử dụng các chức năng ở trên máy giặt theo cái nhu cầu sử dụng của mình. Đây là một trong những cái chức năng khá hay của nhà sản xuất, là cái chức năng khóa trẻ em. Để trong quá trình các bạn sử dụng máy giặt thì khi trẻ con nghịch thì sẽ không ảnh hưởng đến quá trình giặt của chúng ta. Và để kích hoạt lại cái chức năng khóa trẻ em này, các bạn cũng nhấn giữ đồng thời hai cái nút này trong khoảng vài giây, cho đến khi mặt hiển thị cái hình ổ khóa và chữ CL, là chúng ta đã tiến hành khởi động cái chức năng khóa trẻ em. Và để tắt chức năng này thì chúng ta cũng nhấn giữ vài giây với hai cái nút này, cho đến khi hình ổ khóa và cái mã lỗi CL được tắt bỏ. Video của mình thì sẽ kết thúc tại đây. Hy vọng nó đã giúp ích cho các bạn một phần nào đó trong quá trình sử dụng cái máy giặt của ngang của Toshiba.